Chào các bạn, sau đây mình giới thiệu cho các bạn con game Hiệp Khách Giang Hồ, con game là bản 8 phá anh em ơi, của bên DKZ thì sau đây là mình anh em đăng ký thì anh em bấm vào đây cho mình nhá. Sau đó là anh em nhập email, tên tài khoản này, mật khẩu này. Sau đó là xong. Như mình đã đăng ký và đã đăng ký tên tài khoản như này và gmail.com này. Anh em ơi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình đăng nhập vào game nào. Mình sẽ ghi lại một cái tên tài khoản nhé. Rồi, mình xác định nào. Rồi, vào game nào anh em ạ. Thì game nó báo là đang tải đây, con xem vào mới nhất là Thanh Xuân. Và hai chuẩn bị mở cửa anh em ơi. Con game này trị giá 13 củ đấy, của bên bên AD phát hành game này 13 củ đấy anh em ơi. Đầu tư hơi bị ngon luôn. Mặt âm thanh, đồ họa, hình ảnh cho đến nhân vật, mọi cái là bao phê nhé anh em nhé. Thì sau đây mình chọn đao khách này, kiếm khách này, thương khách này, cung thủ, đại phu, thích khách, phù sư, quyền sư anh em, quyền sư. Nhưng mà mình chưa, hình như là mình chưa được nhận quyền sư. Quyền sư anh em phải làm nhiệm vụ nó mới cho cơ. Thì mình chọn thích khách đi. À, Diễm Thúy tôi nghe hay phết nhỉ. Rồi mình sẽ để DTK Diễm Thúy nhỉ. Thúy đi. Úi giời, quá tuyệt. Ô, độ dài không hợp lệ anh em ơi. Em Thúy đâu. Đó. Rồi mình sẽ vào game và mình sẽ trải nghiệm game nhé. Con game này game cực kỳ ngon luôn anh em, bao thọ luôn anh em. Nếu mà có đầu tư vào con game này thì quá là đẳng cấp luôn. Thì mình xem đây là quà mình sẽ nhận được đây. Quà online được 20.000 luôn. Nhận này. Ô, 10 này vào mình mới được nhận. Đấy, anh em thấy đồ họa của game đỉnh chưa? Quá là đỉnh luôn. Con game này 13 củ quá là ngon luôn anh em ơi. Chọn võ công này. Đây, anh em sẽ nhận quà đấy nhá. Nhận này. Mình nhận quà đăng nhập này, 50.000. Kim Nguyên Bảo cộng với 5.000, 10.000 Kim Nguyên Bảo khóa cộng với lại VIP lên thẳng VIP 10 luôn, quá là ngon luôn. Sẽ xài này. Rồi mình thử quay thử nào. Ô, quay. Cố gắng quay ra con tuyết tinh hổ phách này đi. Không biết bao nhiêu mảnh này thì đó mình vào cái mục phúc lợi này. Con game này thì hay khỏi nghĩ luôn anh em, đồ họa quá là đẹp luôn. Việt hóa thì được đến 90% rồi. Rồi mục bán này. Ở đây có con thú này, giá 90.000 cơ. Đây, anh em sẽ liên hệ lên đây để nạp game nhé.
Đó, mình sẽ đi làm những các cái nhiệm vụ đầu game này. Rồi mình sẽ vào tiệm mình mua ít thổ linh địa phù này. Mình mua một bó này luôn. Rồi 2 năm cái luôn. Rồi mình sẽ bấm vào túi của mình nhé. Đó, mình trang bị đồ này. Hết ngày nào anh em đăng nhập cũng có quà nhé. Anh em đi săn boss thì sẽ nhặt được rất là nhiều kim nguyên bảo luôn. Đấy, mình thấy cái phiên bản này khá là mới luôn. Không còn là ở một cái thôn nào đó mà mình đang ở Huyền Bội Phái kênh 1. Đây, có vũ khí cam này. Cấp 10 thì có vũ khí cam luôn này. Mình sắp được cấp 10 rồi. Đó, mình vào mình nhận quà vũ khí cam nhé. Đeo vào người thì quá là đẹp luôn. Ồ, lên được chiến cao thật. Đi ra chỗ khác ăn. Ôi, trưởng của mình mới này. Bấm thêm một cái nữa là có ra trường mới luôn này. Đó, mình có một con chim trên đầu này.
Quay nào, cố gắng quay lên con hổ nào. Mỗi lần quay mất 50 kim nguyên bản. Cho mình vào thư mục shop mình xem nhá. Ấy mình thấy có cái bộ ma long tộc nữ là đẹp này. Được chiến 400 mà. Bộ này đẹp đấy anh em ơi, mình mua luôn. Mình mua rồi mà. Rồi anh em thấy hay cho mình xin một like, đăng ký kênh anh em nhá. Giúp mình ủng hộ để mình có thật nhiều động lực mình ra những con video hay và hấp dẫn hơn nữa. Đó, mình mở thêm được một skill nữa là ngự kiếm phi hồng. Rồi, mình dùng nào. Úi, đẹp quá. Đây, anh em có thể nhìn. Quá là đẹp luôn anh em ạ. Nhận quà phúc lợi này, 20.000 cũng được, tôi ghi được 20.000 quá ngon. Tăng cấp nhận quà, mình được nhận quà này. Đấy, đạt cấp 50 được nhận 50.000 nữa này, ngon ngon chưa anh em? Xem quà về ngày, ngày thứ hai được 2.000 này, ngày thứ ba được 3.000, ngày thứ tư được 4.000, ngày thứ năm được 5.000, ngày thứ sáu 6.000 và một hộp dương này và 7.000 nữa anh em ơi. X3 kinh nghiệm này, sự kiện đặc biệt này, đổi quà lạp này, đổi sự kiện này, rất là nhiều sự kiện luôn anh em. Đó, tăng cấp nhận quà thì anh em được nhận thêm 100.000 nữa này. 100.000 tiền của DK. DTK anh em ạ, quá là VIP luôn. Ô chào. Đó,
những các cái đồ này thì mình cũng không biết là nó dùng để làm gì luôn. Anh em cứ chăm chỉ cày cấp là có quà này. Đây, mình ăn cái này để lên VIP luôn. Đó. Mình để cái này nhá. Đấy, trong này có rất là nhiều quà, ví dụ như là hồn Otri này, cường hóa, thời trang. Đây, shop vàng thường đây anh em. Đấy, mình sẽ chọn mua shop vàng thường này. Cái này đẹp phết anh em này. Củ cải vàng 3.000. Vương miện. Đá mài các thứ này anh em, quá là nhiều thứ luôn. Cường hóa này, thời trang này, chung là đa phần là anh em cày cuốc nhiều và rất là ít khi phải mua đến, ít khi phải xài đến tiền kim. Thời trang cực đẹp luôn anh em ơi, thời trang này. Ôi, quá đẹp luôn. Ôi, anh em thấy không? Thời trang đẹp chưa? Rồi, nếu mà anh em thấy hay thì tải game và chiến nha. Có rất là nhiều ưu đãi từ Admin Game sẽ phát hành sự kiện cho anh em đến năm 2022 với hết sự kiện nha. Server là bao anh em đầu tư thoải mái luôn, không phải nghĩ ngợi luôn. Có cả gia viên này. Ồ, anh em thấy không? Quá là đẳng cấp luôn. Mình thăng cấp đồ lên này. Mình được đi khiêu chiến này. Đây, anh em cần làm thì anh em bấm vào đây cho mình nhé, để làm. Đấy, mua nhận ngay 400 vàng này. Rồi, thời lượng video của mình cũng đã dài quá rồi. Mình xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em một game sau. Bye bye.